Mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ xét tới việc thảo luận với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Phát biểu trước các phóng viên tại Camp David hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tỏ ra thân thiện khi nhắc đến vấn đề Bắc Hàn và Chủ tịch Kim Jong-un. Ông Trump nói, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã cảm ơn tôi. Ông ấy và nhiều người khác bày tỏ rằng nếu không nhờ tài hùng biện và không có lập trường cứng rắn của tôi, thì họ sẽ không có cơ hội để bàn bạc với Bắc Hàn về Thế vận hội, sẽ không có cơ hội được đối thoại như bây giờ. Nếu cuộc đối thoại ấy có kết quả, đó sẽ là một điều tuyệt vời đối với nhân loại, đối với thế giới. Khi được hỏi về việc trực tiếp trò chuyện với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng làm việc đó nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng. Bất chấp việc Bộ Ngoại giao Mỹ từng tuyên bố Washington không tin tưởng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tuân thủ các thỏa thuận, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đàm phán liên triều. Ông Trump nói, tôi muốn thấy họ tham gia Olympic, rồi từ đó mở ra nhiều cánh cửa khác, nên tôi ủng hộ việc đó 100%. Tôi muốn mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở việc đàm phán về Olympic. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi cũng sẽ tham gia việc đối thoại. Thưa quý vị, Tổng thống Trump tuyên bố quyển sách của Wolf là tác phẩm hư cấu. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Donald Trump gọi quyển sách viết về hậu trường tòa bạch ốc của ông Michael Wolff có tựa đề đó là Fire and Fury Inside Trump White House là một tác phẩm hư cấu và tác giả chỉ tưởng tượng về cuộc phỏng vấn với ông Trump. Quyển sách Fire and Fury được chính thức bày bán vào hôm thứ Sáu, có nội dung đả kích và nghi ngờ khả năng trí tuệ và cảm xúc của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump phát biểu tại Camp David rằng, tôi đã học ở những trường đại học tốt nhất. Tôi là một sinh viên giỏi, tôi kiếm được hàng tỷ Mỹ Kim, là một trong những doanh nhân hàng đầu, đã vào giới truyền hình 10 năm và vô cùng thành công như các bạn biết. Thật ra trong suốt cuộc đời của tôi, hai tài sản lớn nhất mà tôi có được chính là tinh thần ổn định và trí tuệ thông minh. Ông Wolf đã viết quyển sách này trong vòng 18 tháng, trong đó ông tuyên bố ông đã phỏng vấn hơn 200 người. Ông Wolf cho hay trong phỏng vấn hôm thứ Năm với Hollywood Reporter là ông đã tiếp cận với những quan chức hàng đầu trong chính quyền Donald Trump, bao gồm cả chính Tổng thống. Hỏa hoạn tại Trump Tower, hai người bị thương. Hai người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn vào sớm ngày hôm nay tại tòa tháp Trump ở trung tâm khu Manhattan, thành phố New York. Hãng tin Reuters nói rằng khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Tổng thống Donald Trump đang ở thủ đô Washington. Sở cứu hỏa nói mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương ban đầu đều loan tin rằng không có thương tích, nhưng sau đó có một người bị thương nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, và một người khác đã bị thương nhẹ. Ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Donald Trump, viết trên Twitter rằng đó là một vụ cháy nho nhỏ do chập điện trong tháp giải nhiệt trên mái nhà của tòa nhà. Hỏa hoạn xảy ra gần lúc 7 giờ sáng ở tầng trên cùng của tòa tháp 68 tầng. Đây chính là nơi ông Trump sinh sống trước khi nhận chức Tổng thống hồi năm ngoái. Tòa nhà Trump Tower được bảo vệ an ninh cẩn mật kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử hồi tháng 11 năm 2016. Nơi đây có các căn chung cư cũng như văn phòng sang trọng. Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai của ông là Baron sống tại nơi này ở New York trong mấy tháng đầu sau khi ông Trump nhậm chức, rồi sau đó mới dọn vào tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, trực thăng quân sự Hoa Kỳ đáp khẩn cấp lên khách sạn ở Nhật Bản. Một máy bay trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đã đáp khẩn cấp lên một khách sạn trên đảo Okinawa của Nhật Bản vào hôm thứ Hai 8 tháng Giêng. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến máy bay quân sự của Hoa Kỳ, làm dấy lên phản đối của công chúng Nhật Bản về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Theo phóng viên đài NHK của Nhật Bản, chiếc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp do đèn cảnh báo nổi lên. Sự việc đã không gây ra thương tích nào. Tin của hãng Reuters nói rằng đại diện của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở đảo Okinawa không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Trước đó, một chiếc trực thăng vận tải của USMC đã hạ cánh khẩn cấp trên một bãi biển ở đảo Okinawa vào hôm thứ Bảy tháng Giêng vì một trục trặc quay rotor bị hỏng. Trước đó, một cửa sổ máy bay quân sự đã rơi xuống một sân trường. Hiện có khoảng 30.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại các căn cứ quân sự bao phủ 1/5 diện tích đảo Okinawa. Oprah Winfrey trở thành phụ nữ da đen đầu tiên được trao giải thành quả trọn sự nghiệp của giải Quả Cầu Vàng. Nữ tài tử Oprah Winfrey, người phụ nữ da đen đầu tiên được giải thưởng ca ngợi sự nghiệp cả đời của mình, đã đọc một bài diễn văn hung hồ ủng hộ những người phụ nữ dám công khai những hành vi sai trái về tình dục ở Hollywood và xa hơn nữa. Tài tử producer truyền hình và điện ảnh và tổng quản trị của một đài truyền hình riêng của mình, Winfrey, năm nay 63 tuổi, được ca ngợi như là một gương mẫu cho phụ nữ và là một người đã khuyến khích hình ảnh những vai nữ mạnh.
Sự vinh danh này đến vào năm mà Hollywood đang bị hoen ố bởi một vụ scandal đã làm cho nhiều những người đàn ông đầy uy quyền bị cách chức hay từ chức khi phụ nữ phá bỏ im lặng từ nhiều năm nay. Oprah đã dùng bài diễn văn để ca ngợi những người phụ nữ đã dám chia sẻ câu chuyện của họ bị sách nhiễu và xúc phạm tình dục và tuyên bố một ngày mới vừa ló dạng ở chân trời cho phụ nữ và những thiếu nữ. Bà Winfrey cùng với hầu hết những người đến dự đã mặc áo màu đen để ủng hộ cho nạn nhân của những vụ sách nhiễu tình dục. Đã là phụ nữ đầu tiên được giải Cecil B. DeMille cùng với những tài tử như Meryl Streep, Steven Spielberg, Barbara Streisand và Sophia Loren. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kiểu ngày hôm nay giảm 13.08 điểm, ngừng lại ở mức là 25.282.79 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 20.83 điểm, dừng lại ở mức là 7.157.39 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 19.16 điểm, ngừng lại ở mức là 2.743.15 điểm và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.48%. Giá dầu thô hôm nay là 61 Mỹ Kim 88 cent một thùng dầu thô, tăng 72 cent một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.320 Mỹ Kim 90 cent một ounce vàng, thấp hơn 11 cent một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 36.480.000 đồng một lượng, bán ra là 36.550.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một Mỹ Kim hôm nay đổi được 22.740 đồng tiền Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.